Atlético Madrid đã thất bại trong các trận knockout Champions League một trước, nhưng đã không mắc sai lầm tương tự ở mùa giải này. Tại bảng A, Atlético chỉ đứng sau Borussia Dortmund và có được cả 3 chiến thắng trên sân nhà. Họ đã giành lấy vị trí thứ 2 từ tay Real Madrid tại La Liga và đang cách đội dẫn đầu Barcelona với 7 điểm. Phong độ hiện tại đã bị lung lay với 2 trận thua trước Real Madrid và Real Betis. Nhưng thứ 7 vừa qua, nguồn cảm hứng của họ đã trở lại với một chiến thắng trước Rayo Vallecano. Chỉ Real Madrid là đội đã đánh bại Atlético trong 17 trận gần nhất trên sân nhà của họ trong tất cả các giải đấu. 4 trận được đá trên sân nhà gần nhất của Atlético ở Champions League đều giành chiến thắng và họ chỉ nhận một thất bại duy nhất trước Chelsea kể từ 2015 đến nay. Juventus đã giành chiến thắng một lần nữa vào thứ 7 vừa qua và kết thúc vào cuối tuần với việc dẫn trước tới 13 điểm ở Serie A. Với thành tích khá đảm bảo này, họ có thể tập trung và cố gắng để giành chức vô địch Champions League. Chỉ có một trong 12 trận đấu gần nhất của họ kết thúc trong thất bại là trận thua 0-3 trước Atalanta tại Cúp Italia. Trước trận thua đó, Juventus đã thắng 5 trận gần nhất trên sân khách tại Champions League. Juventus hiện đang có phong độ tốt hơn rất nhiều so với đối thủ của họ. Cùng điểm lại các thông tin nổi bật của cả hai đội, Juventus chỉ thua 1 trong 12 trận đấu gần đây nhất. Họ đã thắng 5 trong 6 trận trên sân khách gần nhất ở Champions League. Atlético Madrid chỉ thắng 1 trong 3 trận gần đây. Nhà cái V9bet hiện đang cung cấp các kèo cược với tỷ lệ chấp đa dạng từ 0 đến 0,5 trái dành cho cả đội nhà và đội khách. Với việc Atlético Madrid đang đứng thứ 2 tại La Liga nhưng đang không trong phong độ tốt nhất. Và ngược lại, đối thủ của họ, Juventus đang có phong độ tốt hơn nhiều và dễ dàng vô địch Serie A mùa này. Chính vì vậy, lựa chọn lần này của chúng tôi sẽ là Juventus chấp 0,5 trái. Bên cạnh đó, Atlético cũng nổi tiếng với việc luôn tỏ ra mình là đối thủ khó nhằn cho bất cứ đội tuyển nào khi được chơi trên sân nhà của họ. Do đó, lựa chọn thông minh mà chúng tôi muốn nói thêm ở đây là đặt vào cược cơ hội kép cho Juventus chiến thắng hoặc kết quả hòa.